nhiều người đến cúng chùa nhảy chuối thôi, xinh quá trời xinh luôn, làm việc kỳ vậy. Phật bỏ hết ngai vàng Phật đi, chẳng lẽ lấy nhánh chuối của mình? Rồi ông ấy Phật gia hộ cho mình, là những người không cúng chuối cho Phật, Phật không gia hộ sao? Đâu phải.